nhà nước mua tin tố cáo tham nhũng, vì sao người dân không tin và sợ bị trả thù? Công cuộc chống tham nhũng của Tổng Trọng đã thất bại hoàn toàn. Càng chống thì tham nhũng ngày càng tăng một cách dữ dội. Các cơ quan chức năng khởi tố bắt giam mãi mà quan tham vẫn không hề giảm. Trước thực trạng như vừa kể trên, tờ báo Tiền Phong vào ngày 19 tháng 6 đưa tin với tiêu đề đề xuất mua tin phòng chống tham nhũng tối đa 50 triệu đồng mỗi tin. Bản tin cho biết tại dự thảo thông tư quy định việc quản lý sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các cấp, Bộ Tài chính đề xuất kinh phí mua tin phòng chống tham nhũng tối đa 50 triệu đồng mỗi tin. Theo đó, tin được mua yêu cầu nguồn cung cấp phải đảm bảo độ chính xác, tin cậy và có đủ chứng cứ để kiểm tra, xác minh. Tùy theo nội dung, tính chất của tin được cung cấp, Ban chỉ đạo Trung ương sẽ quyết định với mức chi phí cho từng trường hợp cụ thể và việc quản lý sử dụng kinh phí mua tin được thực hiện theo chế độ mặt. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đây là đề tài không mới. Trước đây, một số địa phương đã có quy định mức chi cho tin báo tham nhũng cụ thể như Thành phố Hồ Chí Minh mức chi tối thiểu 10 triệu đồng mỗi tin, tỉnh Yên Bái cũng đã trao giải 500.000 đến 10 triệu đồng mỗi tin nếu được sử dụng. Đó là chưa kể tới chỉ thị 27 của Ban Bí thư và kết luận số 12 của Bộ Chính trị cũng khuyến khích người dân tố cáo kèm theo cam kết sẽ bảo vệ sự an toàn cho người tố cáo. Nhưng một số đông đảo có ý kiến đã bày tỏ sự hoài nghi về chủ trương này khi phân vân chính quyền mua tin để chống tham nhũng hay tìm cách giăng bẫy với người tố cáo đây. Số đông các ý kiến vẫn cho rằng người dân sẽ không dám tố cáo vì sợ bị trả thù, với lý do tham nhũng ở Việt Nam đã mang tính hệ thống, có sự liên kết giữa các nhóm lợi ích, thì lấy gì để đảm bảo rằng trong một nội bộ cơ quan phòng chống tham nhũng tiêu cực không có tay trong lãnh đạo tham nhũng. Do vậy, khi người dân tố cáo bán tin, chẳng khác nào tự họ rước họa cho bản thân mình. Nói về cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết như sau: ở Việt Nam chuyện gì cũng có luật cả. Chuyện khuyến khích nhân dân tố cáo tiêu cực tham nhũng không chỉ có văn bản quy định, mà ngay cả những đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước cũng hô hào. Luật cũng quy định người tố cáo được bảo vệ, nhưng vấn đề là cơ chế để bảo vệ như thế nào thì chưa được cụ thể cho lắm. Thực tế cho thấy pháp luật ở Việt Nam không được coi trọng và thượng tôn. Vì thế, dù chính quyền tuyên truyền hứa hẹn là sẽ bảo vệ người tố cáo, nhưng không ít người vì tố cáo tham nhũng sau đó đã bị trù dập và trả thù. Mà bằng chứng rõ ràng nhất đó là việc của cựu đại úy công an Lê Chí Thành vì tố cáo tham nhũng tiêu cực của giám đốc thị trại giam Thủ Đức, nơi ông Thành công tác, cũng như tố cáo hành vi tham nhũng của lực lượng cảnh sát giao thông. Mà ông Thành đã bị trù dập rồi trả thù, dẫn đến phải vào tù. Cụ thể, ông Lê Chí Thành bị khởi tố bắt giam, sau đó bị tuyên phán 2 bản án tổng cộng 5 năm tù, với các cáo buộc như chống người thi hành công vụ và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trong quá khứ, cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu đã có một câu rất nổi tiếng rằng: đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Và điều này đã trở thành một chân lý. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Nhà nước mua tin tố cáo tham nhũng, vì sao người dân không tin và sợ bị trả thù. Tô Lâm tiến hành tảo thanh phe Nghệ Tĩnh và phản ứng kỳ lạ từ Bắc Kinh. Sau khi giành chọn quyền lực thống lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam, theo giới phân tích, ông Chủ tịch Tô Lâm đặt mục tiêu tối cao dường như sẽ xóa sổ phe Nghệ Tĩnh, bao gồm hai phe Nghệ An và Hà Tĩnh, với lý do các nhóm chính trị này là bệ đỡ quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, trong suốt 10 năm cầm quyền công Trọng, phe Nghệ Tĩnh đã làm mưa làm gió trên chính trường Việt Nam. Trong những ngày gần đây, nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc tấn công của phe Nghệ Tĩnh của Bộ Công an đã được mở màn với hai nhân vật cho lên thớt, đó là Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, và Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Nội chính Trung ương, một tay chân đắc lực của ông Phan Đình Trạc. Giới phân tích cũng đưa ra đánh giá đáng chú ý cho rằng Phan Đình Trạc được xem là đối thủ của Tô Lâm, có tham vọng rất lớn và tàn bạo không kém gì Tô Lâm. Do đó, nếu ông Tô Lâm để trông Trạc yên ổn, đồng nghĩa ông đang cài bom hẹn giờ cho bản thân mình. Có thể nói, việc giải quyết Phan Đình Trạc ngay và luôn là ưu tiên số 1 của ông Tô Lâm song song với việc đoạt chiếc ghế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc mới đây, Ban Nội chính Trung ương của ông Nguyễn Văn Yên, một tay đắc lực của ông Phan Đình Trạc, đã bị Bộ Công an tiến hành điều tra xử lý. Theo giới thạo tin, sẽ liên quan đến trách nhiệm chính trị của người đứng đầu
là ông Phan Đình Trạc. Đây mới là điều ông Tô Lâm đang nhắm tới. Bởi theo quy định, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, trong việc giới thiệu, bổ nhiệm nhân sự thiếu công tâm, khách quan và không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác. Đây là điều hoàn toàn phù hợp với chủ trương tăng cường chống tham nhũng ở ngay cơ quan phòng chống tham nhũng của Bộ Chính trị. Công luận hy vọng rằng Bộ Công an sẽ xử lý nghiêm với Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên trên tinh thần chỉ đạo xử nghiêm một người để răn đe nhiều người, chứ không phải theo kiểu giơ cao đánh khẽ lâu nay của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Yên chính là người đã từng đưa ra các tuyên bố khi trả lời báo chí vào ngày 2 tháng 2 liên quan đến các bản án tham nhũng bị xử quá nhẹ so với tội trạng. Khi đó, ông Nguyễn Văn Yên nói rằng nghiêm minh không có nghĩa là xử quá nặng, mà đảm bảo xử lý đúng bản chất của vi phạm, xử lý công khai, không úp mở, không giấu giếm, không có án bỏ túi. Đây là sự khéo léo của ông Phó Ban Nội chính, lấy chỉ đạo của Tổng Trọng, chúng ta xử nhẹ nhưng xử nghiêm, nhân ái, nhân văn với các đồng chí của mình. Không phải cứ xử lý thật nghiêm, thật nặng mới là tốt đâu, để khoe về mối quan hệ giữa Tổng Bí thư và Ban Nội chính Trung ương. Trong khi đó, phe Nghệ An của ông Phan Đình Trạc cũng không chịu thúc thủ chờ chết. Truyền thông nhà nước đưa tin vào ngày 26 tháng 5, Chủ tịch Nghệ An Nguyễn Đức Chung đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh này sang thăm và làm việc tại Trung Quốc. Theo đó, chiều ngày 26 tháng 5, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An đã làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu và đi thăm một số di tích như trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên mà dâng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Hoàn toàn không có tiếp xúc và làm việc với giới chức lãnh đạo Trung Quốc. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên tàu Hải Dương 26 của Trung Quốc xuất hiện khảo sát trái phép trong khu vực Vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo giới quan sát, dường như đó là chỉ dấu cho thấy Bắc Kinh đang cố liên dây cót tinh thần cho thế lực nào đó trong ban lãnh đạo của Việt Nam. Chủ tịch Tô Lâm trong buổi tiếp đại sứ Trung Quốc Hồng Ba vào ngày 11 tháng 6 đã khẳng định rằng tranh chấp trên biển cần được giải quyết tốt hơn và lợi ích của mỗi quốc gia cần được tôn trọng. Trước đó vào ngày 6 tháng 6 cùng ngày, Quốc hội đã phê chuẩn ông Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, thì bất ngờ Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lên tiếng phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động của tàu Hải Dương 26. Những phản ứng này rất có thể có liên quan đến hành động cõng rắn cắn gà nhà của phe Nghệ An khi đi chầu Thiên Triều. Thực sự, chúng ta hãy chờ xem để biết. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Lâm tiến hành làm cỏ phe Nghệ Tĩnh và phản ứng kỳ lạ từ Bắc Kinh. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.